Chào mọi người nha. Thì hôm nay anh quay cái clip này á, cũng trả lời một bạn là hỏi là tại sao mình phải để cái con chồn này nè, nhốt mấy con chồn baby này nè, 5 con vô trong một cái lồng như vậy. Đó, tức là bạn thấy là mình chuồng trại vậy mà để nuôi một cái lồng mà 5 con như vậy thì nó có chật hay không? Thật ra câu hỏi này rất là hay nha mọi người. Đó. Thì mình xin trả lời với bạn là cái việc là làm nhốt 5 con như vậy á, là có ý của mình hết nha mọi người. Vì cái mình biết rằng cái con mới tách bầy thì nó cần cái sức ấm. Đó, nó cần cái sự là ấm áp. Nhiệt độ nó tương đối cao một tí xíu đó thì nó mới cái sức đề kháng nó yếu đó thì nó mới khỏe mạnh được. Nó ở gần vậy nè, nó ở cộng đồng như vậy á, thì nó cái sức nóng nó truyền cho nhau á, nó ấm. Tại vì cái mùa này của mình nó là mùa mưa, nó mưa liên tục vào mọi người, cho nên mình cần phải là nhốt nhốt một lần như vậy là từ 3 cho tới 5 con để mình tạo cho nó một cái quần thể. À, khi mà nó nằm chung với nhau ngoài đời nó rất là ấm nha mọi người, nó rất là ấm. Đó. Nhiều lúc á là nó nhờ vào cái sức ấm của các con chồn khác mà nó cơ thể của nó là phát triển tốt hơn. Còn trường hợp là nếu như các bạn mà nuôi riêng ra từng con một thì cũng được thôi, nhưng mà cần phải sưởi ấm cho nó một cách đặc biệt. Tức là mình làm sao để cho cái con chồn mình nó ấm áp. Nó ấm áp nha. Để nó phát triển tốt nhất, chứ tránh trường hợp mà nó mới tách ra, mới tập ăn sơ sơ, có con nó chưa ăn được, chưa biết ăn mà mình nhốt riêng thì nó đã ăn không được rồi, nó lại nhớ bú, sữa bú rồi đó, thì nó không ăn được thì cơ thể nó bắt đầu yếu yếu dần đi. Đó, đây là một cái kinh nghiệm mà mình chăn nuôi mình thấy được, đó là nếu như mới tách bầy ra rồi mà mình nhốt chung như vậy đó, nó lại phát triển tốt hơn, nó lại phát triển tốt hơn rất nhiều nha mọi người. Tức là nó có thể truyền nhiệt cho nhau được. À, con này á, hơi ấm của con này nó phả qua bên kia con kia đó, là nó có một tính cộng đồng á mọi người. Đó, cho nên mình mới là đang nuôi là một ổ hai, một ổ là ba, tức là một con á mình đã cho thằng em rồi, cho thằng em nó nuôi nuôi kiển rồi đó. Thì mình mới tách nó vô luôn, bắt nó vô 5 con vậy luôn. Đó. Tuy nhiên tí nữa một thời gian sau thì mình lại tách nó ra lại nha mọi người, nó lớn quá là phải tách nó ra, nó lớn lên là mình phải tách nó ra. Đó, các bạn thấy một cái kinh nghiệm để mà chia sẻ với lại các bạn, đó là nó lớn lên là mình phải tách nó ra, giống như là nó tầm là 1 ký mấy là mình tách nó ra nha, ký mấy 2 ký là tách nó ra nha. Thứ nhất là cái chuồng này nó rất chật, là mức độ nuôi nó dày thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự phát triển của con chồn. Đó. Ví dụ như tháng đầu thôi, nếu mà tốt nhất là tháng đầu khi tách mẹ đến một hết hết tháng đó thì có thể tách ra được, hoặc là tháng rưỡi cũng được. Đó là tốt nhất nha mọi người. Đó. Một cái ý nữa đó là mọi người biết rằng khi mà nó ở cộng đồng như vậy nè, con này nó ăn thì cái con kia nó tranh ăn với nhau luôn. Ví dụ như bình thường hay là vứt một trái chuối xuống là con này nó ăn, nó thấy con kia ăn nó thèm. Đó, nó thèm ăn thì nó bắt chước, rồi thì nó dí nhau nó ăn, thì nó tạo cho một sự cạnh tranh như vậy thì nó lại mau lớn hơn mọi người. Đó thì mình nói thiệt là mình cho nó ăn là hơi dư một tí, tại vì thường á
cái con mà nó háo ăn á, thì nó mau lớn hơn, cho nên là mình cho nó dư một tí, khi mà cái con kia không ăn được á, thì nó lại ăn đó. Mọi người thấy rằng cái con này nó hay lắm, nó mà no rồi là nó không 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 ăn nữa đó, nó no rồi nó là nó không có ăn ở đâu đó. Cho nên là thường á, nó ăn á, là nó ăn một cái, nó ăn nhanh lắm rồi nó nằm nó nghỉ ngơi đàng hoàng, nó nằm ngủ liền. Ừ, chứ không phải là giống như là mà heo mà nó ăn rồi cái con không ăn được là nó đi ngủ theo luôn, không có. Tức là cái con này nó ăn không được là tí nữa nó còn thức ăn là ăn nữa. Đó. Con này nó vậy đó, ví dụ như là nó chưa ăn no thì nó sẽ có thức ăn là nó ăn luôn. Đó. Thì mọi người cũng nên là chú ý cái trường hợp mà tách bầy, nếu như tách bầy á thì mọi người nên cho nó ở cộng đồng với nhau như thế này, cộng đồng lại cho nó hơi ấm, nó truyền cho nhau đó, nhất là mùa đông và mùa mưa thì mọi người nên nên để quần thể như vậy đó. Chẳng cắn nhau đâu, nó không cắn nhau đâu mọi người, nó còn nhỏ nó ngơ lắm, nó chưa biết gì đó. Cho nên là mình hay thường sử dụng cái biện pháp này để cho tách bầy nó đỡ hao hụt, đó là mình cho nó ở theo cái cộng đồng rồi nó chia sẻ cái sức ấm ấm áp rồi cạnh tranh về thức ăn đó. Con này ăn trong 4-5 con mà có một con tập ăn là mấy con kia nó đói nó trước theo đó. Đó là một trong những cái kinh nghiệm mà mình xin trả lời với các bạn hỏi là tại sao phải đó, đó đây là một trong những cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ với lại mọi người, đó là tại sao phải nuôi cộng đồng như thế này đó. Cần phải nuôi cộng đồng như thế này lý do là mình cần cái chia sẻ cái ấm áp, cái ấm áp của cái con chồn đó, khi mà tối hay là sáng gì đó là nó tối á, là nó khi ngủ á, nó lạnh lắm đó, nó lạnh thì chúng ta nên là chia sẻ cái hơi ấm cho nhau đó, ý là mình thấy cái trường hợp như vậy đó mọi người đó. Thì bên đây là ba con nè, ba con bên đây là 5 con, là 8 con, nhưng mà đực cái thì bên đây một con cái, bên đây là 3 con cái, 2 con đực, tức là tổng lại là 4 con cái, 4 con đực đó. Có một con nó hay kêu lắm, cái con nào nó cái tật nó tánh nó hay lắm mọi người, con nào hay kêu là mai mốt lên giống là kêu à, còn con nào im im luôn, không phải con nào lên giống cũng kêu két 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 luôn. Nói chung là mấy con này giờ mình bắt ra được là nắm đuôi ra. Đó mình mở cửa chuồng nè mọi người, đó mà nó cũng chẳng có leo gà nữa, tại mình nuôi tôi nuôi từ nhỏ mà nó thuần á. Nha, nắm đuôi chơi vậy. Quấn quấn riết cái đuôi nữa rồi. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.